xin chào các bạn đã trở về kênh của Lai nhé. À Lai đây mọi người ơi, hôm nay Lai mời mọi người món mì Quảng bắt ổ mà nhà Lai làm nhé. Đây là hình ảnh của bán mì đang trắng mì đấy mọi người, tay chân thanh khách ha. Mì Lai mua ở đây là mì lúa con đấy mọi người, một cái loại lúa mà ở quê Lai ấy, người ta trồng ấy. Mì này ăn cũng khá là ngon nha. Hôm nay ấy, chị ơi, hôm nay Lai đi ra vườn ấy, thấy một cái bắp chuối thật là ngon, thế là Lai đã đi hái xuống đấy mọi người. Và đây là hình ảnh mẹ Lai đang cắt cái bắp chuối đó để làm ra cái thành phẩm là một rổ rau sống ngon, thật là ngon, để ăn với mì Quảng đấy mọi người. Đây là một thành phần không thể thiếu trong cái bát mì Quảng nhé mọi người. Đây ấy, là một rổ rau sống nha. Rổ rau sống này Lai làm với húng quế, giá trắng, rau mùi, xà lách tươi và rau răm và một chút hành ngò đấy mọi người, và hoa chuối, bắp chuối sắc mỏng. Mọi người có biết không chứ, mì Quảng là một trong những món ăn đặc sản của miền Trung, vừa bình dị vừa dân dã. Sợi mì Quảng cũng được làm từ bột gạo ấy, như các loại bún phở gì đó, nhưng mà có một cái sắc thái gì đó và hương vị gì đó rất là riêng và rất là hoàn toàn khác nha mọi người. Và đây cũng được gọi là món ăn được ví như là linh hồn của nền ẩm thực Quảng Nam Đà Nẵng đấy mọi người, chính là mì Quảng nha. Nếu mà chót yêu cái sợi mì dai mềm và nước dùng đậm đà của mì Quảng thì bạn hãy cùng theo chân Lai vào để thưởng thức cái món mì bất ổn này của nhà Lai làm nha. Hôm nay khá bất ổn nha mọi người. Lai lui cui đi mua mì nè, rồi đi làm rổ rau sống thì mẹ Lai đã nấu xong nước dùng rồi đấy mọi người. Dưới cái lớp mì và các loại rau sống như húng quế, giá trắng, rau mùi, xà lách tươi và rau răm và hoa chuối sắc mỏng đấy mọi người, khi ăn mì Quảng thì có một trái ớt nữa thì mới ngon và chuẩn vị nha. Ngoài ra thì có thể ăn kèm với bánh tráng hoặc là lạc rang thơm, tạo cái mùi vị đặc trưng của món ăn xứ Quảng đấy mọi người. Mà cái tô mì nhà Lai hôm nay khá là bất ổn mọi người, tại vì Lai đi chợ Lai quên mua nhiều thứ lắm cho nên nhìn nó khá là bất ổn. Cho nên hẹn mọi người vào hôm khác Lai sẽ trình bày một cái tô mì Quảng thật là ngon hơn nhé mọi người. Video hôm nay của Lai chỉ dừng đến đây thôi, và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Lai. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người và mời mọi người cùng thưởng thức cái tô mì Quảng này với Lai nhé. Cảm ơn, chào tạm biệt. Mì Quảng, một linh hồn của nền ẩm thực Quảng Nam Đà Nẵng nhé mọi người.